Chào mừng các bạn đến với video học WordPress trực tuyến tại Thạch phạm com Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn qua cho bạn một tính năng khá là thú vị. Nếu mà các bạn làm việc nhóm trên WordPress, đó là tính năng quản lý thành viên. Quản lý thành viên là nghĩa là bạn có thể là tự tạo ra thành viên và cấp quyền cho họ để dùng một số chức năng trên WordPress hoặc là họ tự đăng ký trên website của bạn. Để vào phần thành viên, bạn vào dashboard và vào phần users khi vào thì nó sẽ hiển thị là danh sách thành viên ở trên ở trên website của bạn để tạo ra thành viên mới bạn ấn vào nút add new sau đó nhập username đăng nhập của họ ví dụ như là thành thành viên một email là email của họ ví dụ như là abc.com first name tức là tên của họ last name là họ website là website của họ nếu nếu có thì nhập vào không thì thôi cũng được không sao và đây là mật khẩu ở tùy chọn send password nghĩa là khi ông bà bạn đánh dấu vào thì hệ thống sẽ tự gửi mật khẩu cho thành viên ví dụ ở đây mình tạo tài khoản cho email abc com thì khi mà đánh vào đây nó sẽ tự gửi một email đến địa chỉ email này báo là ừ, bạn có một tài khoản ở đây và tài khoản của bạn là gì đó còn phần role này là nghĩa là cái cái quyền của họ ví dụ như là nếu mà bạn muốn cho họ thành quan trị thì chọn là administrator hoặc nếu mà bạn muốn cho họ thành người chuyên diệt bài thì chọn editor nếu là người chuyên viết bài thì chọn là author và contributor nghĩa là cộng tác viên những cái vai trò này nó có những quyền khác nhau ha à, thường thường thì nếu mà bạn muốn tuyển thêm người viết bài thì có thể là chọn họ cái quyền auto thì quyền auto này họ sẽ có quyền viết bài và đăng ảnh lên bài viết còn quyền editor này họ có quyền sửa bài của người khác nhưng nhưng mà họ không có quyền đăng bài còn cái administrator này là quyền cao nhất rồi họ có thể sử dụng login thêm ừ, sửa đổi cài đặt website ha còn quyền editor này là họ có quyền viết bài và đăng bài lên website tức là khi mà một bài nó được đưa vào hệ thống chờ duyệt thì editor này sẽ có quyền à, duyệt cái bài đó và để nó đưa lên website còn contributor này là họ chỉ cho phép à, viết bài lên không có quyền đăng ảnh không có quyền à, cho bài viết nó hiển thị ra mà chỉ là viết bài lên sau đó rồi họ lưu lại với cái kiểu là đang chờ duyệt lúc đó thì thằng editor này sẽ bay vào duyệt ha nhưng thường thường thì chúng ta dùng thì chúng ta sẽ dùng auto này à, tức, tức là nó sẽ cho phép À, họ upload hình ảnh lên bài viết ví dụ ở đây mình chọn là auto sau khi nhập đủ thông tin xong bạn chọn add new user thì lúc này bạn thấy là à, mình đã có một thành viên ở đây rồi à, bây giờ chúng ta sẽ thử đăng nhập vào với cái thành viên này xem sao ha mình mở một, một địa chỉ khác đây chúng ta sẽ có là thành viên 1 thì khi mà thành viên họ vào thì họ chỉ thấy cái menu bao gồm là post media comment profile và tool nghĩa là những cái tính năng đặc biệt quan trọng đã bị ẩn đi tức là họ không có quyền họ sử dụng à, và họ cho các viên vào đây xem những bài viết đã có nhưng mà không được không được quyền sửa bài này tức là những cái bài này là không phải do họ viết cho nên họ không được quyền sửa mà họ chỉ được quyền xem hoặc là viết một bài mới thì khi viết một bài mới thì họ có đủ quyền tức là họ có thể là upload hình ảnh lên à, trang trí bài viết task category đầy đủ hoặc họ có thể duyệt bình luận của họ ví dụ như bài viết của họ có bình luận đang chờ duyệt thì họ sẽ có quyền duyệt còn nếu bình luận của bài khác mà đang chờ duyệt họ sẽ không có quyền duyệt Nên đó là cái sự khác nhau và profile này thì họ chỉ có quyền sửa thông tin của họ tức là họ sẽ có quyền chỉnh màu hoặc là sửa những thông tin như tên, nickname hoặc là tên hiển thị. Đó là tính năng quản lý thành viên để mà bạn tạo ra. Trường hợp bạn không muốn tự tạo mà bạn muốn mở một chức năng đăng ký trên website thì như thế nào? để bật chức năng đăng ký, bạn vào phần setting, zero. Sau đó đánh dấu vào anyone can register. Tức là mọi người có thể đăng ký ha sau đó bạn ấn sao lại vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký ở đâu ha đăng ký ở trang đăng nhập bây giờ mình sẽ out ra và bây giờ mình sẽ vào cái trang này để đăng nhập đây là cái đường dẫn đăng nhập mặc định ha thì bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta đã có một cái đường link đăng ký ở dưới này khi mà họ nhấp vào thì họ sẽ ra ra trang đăng ký đây là cái trang đăng ký họ không có quyền đặt mật khẩu họ chỉ họ, họ chỉ có quyền nhập username và nhập email lúc đó hệ thống sẽ tự tạo mật khẩu cho họ hoặc bạn có thể gửi họ đường link này đó, để mà họ đăng ký hoặc chúng ta có sử, sử dụng một cách khác nữa đó là sử dụng Wazik Meta bây giờ mình vào phần Appearance Wazik và chúng ta tìm dịch Meta chúng ta thêm vào ví dụ mình muốn thêm vào primary sepa thì bây giờ chúng ta sẽ lấy lấy cái uh, khi mình đăng nhập và mình coi thử thì nếu mà mình chưa đăng nhập thì mình sẽ thấy ở dưới đây nó có nút đăng ký, đăng nhập hoặc xem RSS và thì họ có thể ở ngoài nút đăng ký nếu muốn đăng ký hoặc là đăng nhập ở đây là một cái đường link để mà họ có thể thấy mà không cần phải gửi link cho họ biết đó và đó là tính năng à, đăng ký thành viên trong WordPress cũng ngắn gọn vậy thôi nhưng mà bạn đừng lo là nếu mà những cái quyền thành thành viên này không đúng như ý bạn á, thì bạn vẫn có thể sửa lại được nhưng mà chúng ta sẽ không sửa trực tiếp ở đây mà chúng ta sẽ sửa thông qua một plugin mà plugin như thế nào thì bạn có xem cái bài viết ở trên mình à, bạn xem hoặc là bạn lên google bạn gõ phân quyền thành viên wordpress nó sẽ ra cái bài của mình mình đã giới thiệu những plugin mà bạn có thể là thay đổi quyền của họ à, cũng như là thể tạo thêm một số cái vai trò mới thêm quyền cho nó vân vân rất là mạnh mà bạn có thể sử dụng ở phần này thì mình sẽ cùng nhau đi qua cái một cái chức năng nhỏ trong WordPress đó là cái phần tools tools thì cái phần này là gì mình xin xin nói qua à về trước tiên thì mình vào phần tools nữa ha phần tools này nó có ba phần à, phần là available tools Import và phần export cái phần available tools này á, thì từ bây giờ hiện tại nó không có chức năng gì nhiều hết mà đối với người việt mình thì cũng ít sử dụng nó cho nên là ở đây mình không nói qua phần này à, mình chỉ nói phần import export mà thôi À, hai cái này là cái gì mình sẽ nói qua. Trước tiên là mình vào phần import trước. Import nghĩa là gì? Import nghĩa là nhập vào, nhập nhập bất cứ một cái gì vào đúng không? Thì ở đây, ở WordPress nghĩa là bạn nhập nội dung. À, hiện tại thì WordPress nó hỗ trợ bạn chuyển nội dung từ những cái trang như sau, à, trang blogger.com của Google. À, nếu bạn dùng chức năng này thì bạn sẽ lấy những bài viết từ trang blogger của bạn. Và cái định cái tool thumbnail to nghĩa là nó chuyển những cái à, nó chuyển những cái start qua category và ngược lại. Còn regional này nghĩa là nó chuyển những nội dung của blog bạn bên trang regional qua WordPress. Và movable type and type path nghĩa là nó cũng lấy từ nội dung từ hai trang này qua WordPress. Còn RSS nghĩa là nó lấy nội dung từ trang RSS bỏ vào WordPress à, thông qua dịch thức RSS. Còn Zoom là thì dịch vụ này bạn bạn cũng biết rồi đúng không? Nó cũng là dịch vụ tạo block thì nó sẽ lấy những nội dung bên trang của các bạn bỏ vào WordPress. Và cuối cùng là lấy nội dung từ trang WordPress khác bỏ vào bạn. Cái này thì bạn nên nhớ là nó chỉ hỗ trợ bạn lấy cái nội dung thôi ha. Những cái mà như là plugin, uh, theme nó sẽ không có lấy, nó chỉ lấy cái nội dung của bạn thôi. À, cho nên là bạn cần lưu ý đến cái điều này. Chức năng này chỉ để dùng như là chuyển nội dung chứ không thể là sao lưu dữ liệu lại. Mà cách sao lưu dữ liệu thì mình sẽ nói sau. Ở đây làm bạn chỉ chỉ có thể chuyển nội dung. Còn export export này nghĩa là bạn xuất nội dung ra. À, khi bạn xuất nội dung ra thì cái nội dung của bạn sẽ lưu lại dạng file .xml để làm gì? để dành qua trang website khác và sử dụng tính năng import này để mà đưa nội dung vào. À, ví dụ bây giờ bạn muốn chuyển nội dung của bạn qua một trang khác thì bạn vào phần export lấy à, nhấn cái nút download export file này về. À, sau đó thì bạn qua website khác, qua website khác sử dụng wordpress, bạn sử, bạn sử dụng tính năng import để mà à, đưa nội dung vào. khi mà dùng import thì bạn sử dụng cái tính năng WordPress này à Nó sẽ giúp bạn đưa những cái nội dung wifi giống xml vào và WordPress Thì đó là tính năng Import Export mà mình cần cho bạn biết Thì tính năng này nếu mà bạn sau này bạn dùng chuyên nghiệp rồi Thì mình sẽ có một plugin khác thay thế chức năng này nó hay hơn à, Nhưng mà bây giờ mình sẽ không nói qua Sau này bạn sử dụng thì bạn sẽ biết cách làm như thế nào ừ. Đó là cái mà mình cần nói qua để mà mình khỏi phải bỏ sót nữa Và ở đây là chúng ta cũng đã gần đi xong những cái bước học WordPress căn bản và ở đây là coi như video cuối cùng mà chúng ta sẽ học về phần WordPress căn bản. Và ở những video sau, chúng ta sẽ nói qua những cái một số cái thủ thuật WordPress cũng như là chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào WordPress nâng cao. Vậy thì vào cái phần này mình sẽ nói gì? À đó là cái phần setting của WordPress. Để vào phần setting, mình vào phần dashboard và phần setting. Ở setting này, mặc định nó sẽ cho bằng 6 tùy chọn. 6 tùy chọn này tương ứng với những tùy chọn khác nhau ví dụ như khi bạn vào phần General bạn sẽ được tùy chọn sửa uh, tên website, sửa tagline, uh, sửa email, sửa địa chỉ, uh, sửa múi giờ, sửa kiểu ngày tháng vân vân và vân vân. Ở đây thì bạn có thể xem qua những phần này và tùy chọn theo đúng ý của mình ha. Và mình chỉ đặc biệt cần lưu ý với bạn rằng khi bạn cài plugin thì đa phần các plugin sẽ tạo thêm tùy chọn ở, phong, ở trong này. Ví dụ. Uh, một video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài plugin tăng tốc thì khi mà cài xong nó sẽ có một phần tùy chọn tên plugin tại trong phần setting này và à, cho nên là bạn cũng lưu tâm đến phần setting này nhiều nhiều một chút nó sẽ là nơi để bạn thiết lập lại những cái à, cấu hình trên website một cách rõ ràng nhất đó chứ mình mình chỉ muốn nói với bạn như vậy thôi à, chứ không gì dài dòng hết cho nên là video này cũng chỉ có vậy thôi và ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những plugin cần thiết ha à, hẹn gặp lại các bạn ở video sau মাযরালেন <us> কেরায়